Rồi Hiền Tiên xin chào quý ông bà cô chú buổi chiều ở mộ của chú Vũ Linh và anh em vào để lau mộ trước khi ra về cô chú anh chị. Này chỉ còn có mấy anh em ha. Mỗi ngày một vắng. Bây giờ lau mộ ra về cô chú anh chị ơi, chiều rồi. Rồi. Coi chừng nóng hỏng con. Mẹ la cho người ta đi. Đứng đây cho cậu rồi dựng máy rồi. Kiếm tiền. Còn qua Thảo con. Giờ còn chị qua Thảo ha. Ủa sao nay cái cây này hấp hấp sao ta? Đừng thấy ngã đi khỏi. Chui vô đó làm chi vậy? Mở đường ha. Bật ra. Hỏi chạy đi hay là cuối cùng thì mình đã tò ghế rồi. Ai sầu buồn ai không ơi xúc động khi nghe xúc động khi nghe Duy Minh hát. Không có Hiền Tiên hết hồn khi nghe anh Duy Minh cắt tiếng hát. Ủa cái mic của Hiện Tiên hôm nay như là anh đâu ấy sạc đúng không? Không có sạc đâu. Sạc làm cái chi? Cái mic Hiện Tiên hôm nay đâu có sạc lên mình. À đừng có bỏ vô. Thiệt bỏ vô đâu sao đâu? Tại vì biết sao? Khi nào hết thì anh bỏ vô anh sạc. Không bỏ vô thì bỏ đâu? Bỏ vô cái bóp. Bỏ cái bóp. Hả? Bóp màu đen á. Em bữa giờ em đâu sạc. Hiện Tiên hôm nay chắc cũng mua nhiều rồi ta, cũng 10 ngày thôi. Hình như hôm nay không có sạc, em sạc có bữa có đen có bữa dài á sạc. Không, không, đúng không? Không. Em cũng vậy mà chừng nào hết em mới bỏ vô, chứ em không bỏ suốt. Hay bỏ suốt nó rút. Ờ đúng rồi. Rút nó rút hay sao để em coi thử coi. Tại vì chừng nào mình hết thì mới sạc. Vậy ha. Tại vì hôm nay em chừng nhớ ủa Hiện Tiên nó đâu có đưa em sạc đâu. Tại vì bình thường sạc mà đưa em sạc. Vậy không chừng. Nhưng mà đi anh thử cục sạc em coi sao. Tại em nghi cũng do cục sạc đó. Chứ em nhiều khi em cũng bỏ trong đó mà em thấy đâu có giật đâu, em bỏ cái thái này á. Em lấy thì xài cũng vẫn vậy. Để làm thử thử nhiều cách rồi nó cảm thấy nó như thế nào. Có quẹt anh mà. Tại nó cũng lâu. Tại đi lâu lắm, anh nhìn cái nó có rồi. Anh nhìn cái màn hình á, màn hình nó hết rồi mình sạc. Vậy. Nó có cái cục pin nữa. Này cháu chú bật kim tiền xong mệt quá đi về luôn. Cháu chú bật kim tiền quá mệt đi về luôn rồi. Nhức đầu ví dụ bật kim tiền mệt quá giờ đi chơi luôn. Mệt mỏi quá hả? Càng bỏ biết được cái sự trong gai thi công như thế nào đó.
gửi qua người ta nặng hết. Nó phải có trong gai chứ, làm gì nó cũng mới có trong gai. Ở dưới hả? Có thử thách. Ê, cho anh mượn cái ông chụp đi. Ông chụp gì? Ông khói. Anh lớn nè. Ừ. Rồi, anh lớn. Em cho anh mượn cái đèn á, cái ông khói. Này là anh lớn, cô chú anh bảy. Rồi. Anh lớn. Lớn. Anh lớn ha, có anh nhỏ không nè? Là anh nhỏ nè. Anh nhỏ. Chị nhỏ đây nè. Đó, okay. Chị lớn chừng nào làm YouTuber anh? Anh lớn ơi. Anh lớn. Chị lớn làm YouTuber. Chị lớn. Buổi chiều là cũng dễ. Mấy anh lớn chẳng chị lớn à, quý cô chú chị ơi, mấy anh em mình thì xong xuôi rồi ha. Rồi bây giờ lao mộ cho chú. Lao mộ tiếp tục ha quý cô chú chị. Như bữa đang ăn tiệc, đang vui cái coi cái tình huống cái buồn luôn. Bữa đó đang ăn ngon ghê luôn. Nghĩ ăn luôn. Đang ăn luôn. Luôn á, để cho mèo tử thần. Vô tiểu, mèo tử thần. Mà cay đắng quá, họ đẩy bài trăm năm không quên với YouTube. Trăm năm không quên. Bữa đó anh Nam ơi ngại nha, gặp anh Nam mà anh không ngại anh đẩy tới tối luôn. Không vậy nó mới gọi là cái kỷ niệm có quên đó không hả? Cuối cùng. Bữa anh Hải hát cũng hay chứ bộ. Đang gửi chén nghe hát hay quá trời. Trời ơi, hên bữa đó có anh Nam kìa, còn cái bơi mới dám hát chứ bộ. Chứ mình đâu dám. Vậy muốn đi đâu dẫn anh Nam theo nha. Mấy anh em mình để coi ngày nào đẹp đẹp mình làm cái đi. Đúng rồi. Làm cái gì? Làm cái tiệc nhỏ nhỏ nữa. Làm tiền nữa hả? Giống như bữa lên nhà anh ớt vậy đó. Làm. Sao qua nhà anh Minh đi. Làm Minh làm. Vàng. Được không? Minh hay là anh đẹp lắm. Hả? Chỗ anh chẹt cứng à, ông có vàng biết. Xuống dưới mướn cái trò bảo vệ luôn. Kêu ông ngủ rồi đó, mà ông ngủ mà. Xuống mình mướn cái trò bảo vệ kêu... chơi tới tối mình trả. Kêu ông ngủ rồi mà kêu ông xuống chơi kêu ông ngủ rồi mới ông không ngủ là chẹt quá. Vậy là qua bên nhà ông vàng cũng không chẹo nữa. Ông vàng ông nói nhà ông chẹt nữa. Nhà ông nhỏ xíu à. Vậy lên tiền trang tiếp. Đúng không? Anh hết. Ok. Ông mà lên chợ anh lộng gãi nè, băng đá nằm luôn chứ đừng nói ngồi. Thôi mình ra quán đi. Tay ra cái có mấy cái quán dĩa hè tay ấy quên có đồ nướng rồi đó ha. Bữa nào mấy anh em mình đi ăn quán ăn cháo vịt lộn đi mà em thấy là ăn ở quán nó không có mạnh miệng ý ngon mạnh miệng phải không nhà mình tôm ngọt hơn phải không nhà mình ăn thấy nó dạng hơn tại vì sao giờ mình chơi cái kiểu khác đi hả sao mình mua sườn không thì sao mình sẽ đào một cái nhà đều phải có người đào bờ hố mình mua kia cái tấm bạc á cái mình đổ nước xuống mình mua vài cây đá mình dục xuống dưới cái mình mua trái cây nước ngọt ha mình dục vô không có kỳ sau mình mua cái lu mình bỏ than vô chổng thành nướng luôn luôn làm một cái gì than ngay trên bờ nước á một bên là đồ nướng một bên là trái cây nước ngọt rồi ha cái mình ăn xong cái mình làm kiểu búp hơi luôn hả bố mình làm cái hồ đi mình đào cái hồ bơi á nơi nước đa, khoảng ngang 2 mét dài 2 mét cái mình thả một mấy cây đá trong á mà mình em có cái phao bơm hơi ở nhà kìa có phao bơm hơi ở nhà kìa đúng rồi đó cái phao 1m6 gì đó mà em thấy về nhà chơi nó thoải mái hơn được hả kỳ sao lấy cái phao đó mua về mà chưa xài lần nào luôn á phao đó để dành cái mình thả bia cái đầu bơm bia của mình nó ngọt đâu bơm vô cái bỏ nước vô sống bơm hơi lên mình có cái máy bơm đó bơm hơi lên cái mình chế nước vô phao để tắm mà con nhỏ tắm chưa tắm mà chưa tắm để đâu ăn vô rồi ăn vô ngon luôn cái đó ăn vô chứ á đẩu luôn còn không gì nè mình mua cái tấm bạc mình dục vô thì đó bây giờ mới kêu làm cái hồ đó hồ bơi thì phải có tấm bạc cái vô đó tắm luôn đó. Ăn luôn ăn trọng hồi đó cháu nó làm bơi lốc á nó làm gì đó tàu quyêu quá trời luôn chịu quyêu luôn á cháu hồi đó nó bỏ nó mua mấy cây đá nó đỏ vô nó đập xung quanh trong đó đó xong cái nó đòi mua trái cây dưa hấu đồ tùm lum hết trơn giờ ta làm cái kiểu đó nhiều lắm á xong cái nó ăn trong đó luôn tắm sao ăn vô trong đó ăn trong á bữa nay sáng là tưởng mưa xong rồi cuối cùng không mưa sáng tưởng mưa sáng
Rồi bây giờ là mấy anh em mà sau khi lau dọn ngộ xong thì cái nhiệm vụ đó chính là cúng hương ha. Ngộ xong rồi mình cúng hương. Cái này cây này nó bền ghê luôn à. Cây này bền ha. Thấy im á. Ừ, thấy im á. Chịu nắng được á. Cái cây mua giùm anh Hoàng Nam á. Thấy không? Cái nào em? Cái này nè. À, cây bùm cụp. Nó lộn cây em. Cây cẩm tú. Ừ. Anh Nam làm caramel. Bỏ vào quên vợ của chú ấy hoài luôn anh Minh. Chú anh xóm mới của cậu á. Vợ chú Minh Đạt. Chú Minh Đạt. Chú Minh Đạt. Anh bữa nào cũng cắm mà. Hải đi nghe cái quên. Cây vô ly hương luôn. Có ly hương bên chú đó. Không. Cũng được. Dưới nghe lỗ âm dương á. Anh cắm ngay cho. Không em cắm trên lưu hương cũng được tại vì hai người chú cắm hai cây được mà. Đúng rồi. Còn anh thì anh không có đi hướng đó, anh đi hướng bên đây. Mỗi người một hướng hả? Ờ mỗi người hướng. Chứ để có chỗ đó chứ không. Nam mô Phật, Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2024 năm Giáp Thìn. Con tên 37 tuổi của kênh YouTube Di Minh Vlog. Dạ, cấp ngày này sáng em anh thấy em hấp bài thổ mộ thổ địa tới đây giật thằng hoàng bụng cảnh long thần hộ pháp người trang quan như mình dương cũng như sáu ngày nhất sĩ ưu tú du linh đánh ta lộn giỏi nhân quan có ngày trăm tâm giác của ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch nhằm ngày 14 tháng 5 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão 66 tuổi. Từ nay anh em xin phép ta nói hương ở dưới 13 ba mười ba hai mười hai này anh Minh bên đang dưới mấy anh ngày 12 tháng 12 mà thì em nói 13 rồi trên 20 tháng 4 tháng 3 ở trên này 12 tháng 3 ha trên 20 tháng 4 Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm Giáp Thìn, con là Nguyễn Thiên Tây từ tỉnh đi tập 10 năm đến dương 6 thì năm nay mình dương trình với các chư vị thổ thần tổ mẫu hôm nay chị Vũ Trạch và nghệ sĩ của Di Linh Đồng Đội Nhân Quang phát triển tâm giác ngày 10 tháng 12 năm 1958 ngày 3 năm 2023 và ngày 14 tháng 2 của Quý Mão và họ sáng sáu của Quý Mão đang hội chúng về đang bình dương. Thì hôm nay tất cả mọi người đang mong cái chữ ngồi đầu tiên chúng mình cảm ơn mình đã hoàn thành được phần những cái phù hộ độ trì cho tất cả bà con cô bác con có mấy anh em còn vẫn còn đang ơi vẫn mạnh dương luôn được gợi dạy phải đến đây thằng tay vô người ta này hai tay là đúng không này anh bỏ tính người tay rồi anh tính như mình không mà 20 mà tới 23 tay của luôn mà bởi giờ chưa thấy lương bọc đâu đâu có trời ơi bữa nay mình đi thắp hương ha. Rồi thôi đến đây thì một trăm hương cái gói thuốc của chú nó mất tiêu rồi. Hồi trưa này thấy cái gói thuốc 365 á. Hồi trưa này không biết. Hồi trưa này thấy gói thuốc 365 đây nè em còn đốt chú ba điếu giờ đã mất tiêu. À buổi chiều thấy không biết anh Ngọc có lấy bỏ túi cắt không? Khi sợ mất và cắt. Cắt hương lau dọn mộ trước khi mình ra dời. Sáng vô thì mình ngày thì hai lần buổi sáng qua chiều. Rồi. Buổi chiều của chú anh chị ơi mấy anh em là bây giờ là cũng đã dọn dẹp trước khi ra về ha. Tôm tắt rồi đó. Rồi bây giờ thì Tiên cũng xin kết thúc cái video. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi chiều tốt lành và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like. Ủa anh Ngọc, anh có like cái gói thuốc 365 cắt không? Có thuốc 365 á? Không. Hồi trưa này thấy còn cũng nhiều lắm mà. Hồi trưa này còn cũng nhiều lắm. Còn hai gói luôn, hồi trưa anh đốt nữa mà. Hồi đây chạy qua anh lấy mất tiêu. Ủa dài lấy trời. Hồi trưa này nắng em còn đẩy cho cái cây cái đốt cho chú nè. Mà sao giờ mất tiêu. Tại em đi ra ngoài anh lấy. Vì thì xin kết thúc của chú anh chị. Chúc của chú anh chị đang xem kênh có buổi chiều tốt lành và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để hiện tiên luôn đồng hành của chú anh chị trong những cái video sau nha.